Ồ, vô rồi nè anh em ơi, vô 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 vô. Chui vô đẩy. Ôi 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 ôi, bình tĩnh anh trai. Ôi 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 ôi, bình tĩnh bình tĩnh. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi, ở trên đây rất là lầm. Ừ, anh em chơi kỳ quá anh em. Ôi 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 ôi. Ôi ôi ôi, anh ơi mấy anh trai, đừng. Em chạy được luôn mấy anh trai ơi. Trời nó giữ kìa ông nội ơi. Giữ kinh vậy ông nội. Cho đánh cái nào. Trời ơi. Ừ, trời ơi, ôi 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 ôi, em sai rồi. Ôi ôi anh ơi, em sai. Ôi đừng mấy ba, trời cho chạy. Trời ghê vậy. Bình tĩnh nào. Thôi bây giờ mình sẽ đứng đây. Ây da, chúng ta chết ngựa rồi, chúng ta bị khống chế lại và chúng ta đặt bẫy tầm bậy tầm bạ. Anh em nào mà nhỏ, ơi ơi ơi, cần lắm một anh em chui vào bơm của tôi anh em ơi. Cần lắm một anh em chui vào bơm. Anh em ơi, chui vô bơm đi. Đúng rồi, gần đến rồi đó anh em, gần đến rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên nào anh em, cố lên nào. Đó. Ô, phe của mình hiện tại đang áp đảo. Ô, rồi chui. 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 Chui quá trời chui, nhưng mà không giết được anh em. Ôi chạy chạy. Ôi đây chuối. Chuối. Chuối chuối chuối. Yeah, giết được. Yeah, giết được. Ui ui, trời ông đẩy kìa. Ui vậy có một ông chơi đường bom bom nữa. Ui, ông nội chát vậy. Ây da ây. Chuối chuối chuối. Chuối chuối. Đẩy về, đẩy về. Giật đam, đẩy về giật đam. Ôi chạy chạy. Ôi bình tĩnh anh trai. Ô có ông đường bom mà ông cũng dữ dội phết nè anh em. Tại giờ mình đứng đây mình đặt bơm thôi. Ây da ây da ây da. Mấy anh trai ơi bình tĩnh anh trai. Ôi chuối. Trời ơi đẩy kìa má ơi. Đẩy giết được không. Giết được không. Trời ơi vẫn chưa giết được anh em ạ. Vẫn chưa giết được. Khó chịu khó chịu. Ôi ôi. Rồi, em ngon rồi đó em, được rồi đó. Khổ quá vậy, sao anh em kỳ vậy anh em. Ây da. Rồi, chuối, 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 chuối. Chuối. Ôi, đúng rồi. Ôi, lâu lâu giết được vài mạng cũng ok lắm anh em. Ây da. Nu máu cái. Ôi da. Ồ, nó mua sẵn cho mình luôn rồi. Ok. Ồ, mấy ông đánh ghê vậy. Từ từ anh trai, từ từ nào. Rồi, đặt bơm nè. Đẩy, 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 đẩy. Hay. Ba vòng, ba vòng. Ui, ui, ui. Giết mình à kìa anh em, phải nồi chưa. Ô có ông đường bom 7 nữa kìa. Rồi xong, xong một bé. Ô ổng bơm máu ghê vậy. Ôi 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 ôi, thôi thôi mình lên đường. Ghê thật sự. Ừ. Ôi mình vừa hiện thân qua mấy ổng hấp luôn. Ôi bình tĩnh mấy anh trai, bình tĩnh bình tĩnh. Ui mấy anh, ui đừng mà. Cho em thời gian phạm với. Trời gì với mấy ba vậy. Vừa mới ra chưa gì hết mấy ổng giết mình rồi. Căng quá, bên kia căng quá. Thiệt luôn á anh em đâu mà đông vậy. Ôi ôi my god. Ừ. Môn phái thiên là một môn phái nó rất là khó chịu. BK mà mình không để ý một cái là chết bất đắc kỳ tử luôn á. Nó BK ghê lắm, em phải để ý ghê lắm. Môn phái thiên là BK rất là khéo. Dạ tại vì nó có cái tàng hình á, ai hai người tàng hình trước. Hai người tàng hình, ông nào tàng hình trước là bất lợi liền. Tại vì cái thời gian, đúng không? Cái thời gian của nó sẽ hồi lẹ liền đúng không? Giết liền anh em, giết liền, hay quá anh em ơi.
Đúng rồi. Ý là cái thời gian ra cái nó sẽ hiện thân ra, hiện thân ra sớm hơn đúng không? Nếu như mà mình tàn hình sớm quá thì nó sẽ bị bứt lại cái chỗ đó. Ui mấy ổng kìa. Ui ui mấy anh em. Oh my god. Oh my god. Hai em ơi. Nổ nào. Hey. Trời ơi. Ôi rớt hạng nhì ơi. Cố lên mọi người ơi, cố lên nào. Ôi. Ơi. Ây da, bình tĩnh anh trai, bình tĩnh anh trai. Ô. Chị em có đường sống với. Đúng rồi, cho đánh cái, đúng rồi, năng nỉ, năng nỉ. Giết. Nổ đây, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đánh cái thôi được rồi ha. Không đánh nhiều cái đâu, đánh cái thôi. Ê, ây da anh trai. Ô, ô. Xong. Còn lần nữa. Hello mọi người, hello anh em nha. Mọi người xem nếu mà cảm thấy hứng thú, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nhớ cho bé Thu một like ở bên fanpage nha anh em ơi. Ây da, chúng ta vẫn chưa có thể nào mà chúng ta... Ôi, chúng ta chơi hỷ rồi. Ê, 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 no, nguy hiểm, nguy hiểm, chạy xa ra. Ây da, căng thẳng thế mấy anh trai. Ô, bên kia nó bắt đầu nó ép mình ghê vậy. Bình tĩnh mấy ba. Đây, đây. Bình tĩnh nào. Ôi da, ui, no, chạy. Chạy học chiêu rồi. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Lên, lên, dứt, dứt, dứt. Ây da, ây da, cảm quá, cảm quá. Cố lên anh em ơi, cố lên. Ôi. Ê, ê, ôi, 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 anh trai, ôi, anh trai, bình tĩnh nào. Ôi, bình tĩnh anh trai ơi. Ôi, nó tấn công kìa anh em ơi. Ôi, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi, 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 chết, chết. Ôi, 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 căng thẳng, bình tĩnh anh trai. Rồi, chết ngựa rồi. Ôi, ôi, no, no, no. Chết ngựa rồi, ôi chết ngựa rồi, chết ngựa rồi. Rồi rồi rồi, xong 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 xong. Chết ngựa, chết ngựa. Ôi ôi, rồi xong luôn, out luôn rồi. Cam 10 tú là vậy ta? Không biết. Phải không? À à. Cam 10 tú. Đây, 64k. Ồ, căng thẳng phết đấy. Wow, căng thẳng phết nha anh em. Cố lên. Ê da. Ồ, ổng dính kìa. Ồ, mày kết.
anh đánh khá là gắt đấy. Anh như là gắt luôn anh em. Khá là khó chịu. Anh ấy khá là khó chịu. Tại lôi đài nó bự quá. Chưởng. Yeah, chưởng là banh xác luôn. Hay quá mọi người ơi. Giờ để coi coi chúng ta sẽ gặp ai đây. Băng Nhi. Ồ, Băng Nhi hình như top 1 à. Ôi gặp ông top 1. Ôi sao vậy anh trai? Chưa gì hết mà. Ôi căng thẳng. Đặt bơm. Ôi anh trai ơi, bình tĩnh anh trai. Ây da, anh trai ơi. Ôi trời ơi anh trai ơi, cứ bình tĩnh. Ôi đam cổng to ghê luôn á mọi người, đam to quá. Đau thiệt á. Anh cũng không biết nữa. Cứ đứng chọn quýnh mình nè, ghê quá. Ông đam to quá. Đam to quá mọi người ạ. Ôi dạ. Anh trai ơi, bình tĩnh anh trai ơi, trời ơi làm gì căng vậy. Anh trai ơi bình tĩnh nào. Ông đánh ông chơi vậy thôi mình chơi. Khó chịu thiệt luôn á anh em, khó chịu phải nói. Rồi thua rồi. Ôi thua rồi anh em ạ. Mình không thể nào mình áp sát được ông khống chế ghê quá. Ồ, anh Tỏi, anh Băng Nhi bên kia là ổng thiêu gian mà. Ổng thôi không này sao mình chui vô đây được hay nha. Có cách nào mình chui vô đây không anh em? Hay quá, rồi đứng đây nè. Rồi, ở bên đường môn thì anh em có thể nhìn thấy là chắc có thể là thế trận một chiều của anh Băng Nhi với là anh Tỏi. Anh Băng Nhi đam rất là to. Anh ấy là không thèm bơm máu, hình như là để bơm máu auto 60% luôn anh em. Tại vì khá là khó để sốc đa mảnh. Rồi, hiện tại anh Tỏi đã chơi chiêu số 3, đoạn cưng gì đó. Mình quên mất tiêu cái tên này. Nhưng mà cái chiêu đó có khả năng sốc đam rất là tốt. Đây, đoạn cưng nhẫn. Khả năng sốc đam rất là tốt. Nếu như anh em có tăng nhiều và anh em build tốt là khả năng sốc đam đối phương rất là dữ dội. Mà tôi thấy là sao mấy anh đường môn mấy ảnh đánh nhau mấy bạn mấy ảnh đánh ôm nhau không anh em thấy không? Ôm nhau. Đánh ôm nhau không à. tình thương bình thường thiệt. Mấy ổng đánh ôm nhau không à anh em. Bãi trưởng thiệt. Lướt xong rồi ôm nhau, lướt xong rồi ôm nhau đó. Ông này ôm rồi ông kia thấy sợ quá chạy. Và cái kèo đường môn của chúng ta anh em có thể nhìn thấy là hiện tại
Thì tiếp tục là anh Băng Nhi, chỉ còn khoảng 12 giây nữa thôi. 12 giây nữa thôi, anh Băng Nhi. 6 giây nữa thôi em ơi, 5 giây, coi ăn sát thương nha. 4, 3, 2, 1, ăn không? Bên Đông Môn thì anh Băng Nhi, anh ấy đã xuất sắc khi mà anh ấy đã có được cái tân vương của môn phái Đường Môn. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.